anh tặng em nè. Nhận đi, nhận cho anh vui. Sao bữa nay tao ăn quà đó trời. Vui không? Tự nhiên bữa nay ý gì tặng quà tôi vậy trời? Đừng nói yêu tôi nha. Tao có đâu. Tôi với bà học với nhau từ nhỏ tới lớn. Vậy nha. Học với nhau, chơi thân với nhau, gì yêu nhau vậy? Tôi với bà như bạn bè à. Gì tặng quà làm vậy? Thì nhận quà của người ta đi rồi người ta nói cho nghe. Hôm nay mệt quá tôi vô thẳng vấn đề luôn nè. Là tôi có thích bé Bích. Còn bà làm mai tôi đi. Tôi biết mà. Thì mà mới cho ông số điện thoại đó, ông tầm tự động cua đi, liên quan gì trời. Bà cũng biết tánh tôi rồi. Tôi đâu có nói chuyện được như người ta đâu mà ngại nữa, ai mà nhắn được. Bà giúp tôi đi. Thiệt, giúp tôi đi mà. Thiệt luôn. Thì đồng ý rồi nha. Ôi tự nhiên cái làm mai gánh nợ gì mệt lắm ông ơi. Nè uống nước đi rồi giúp tôi đi, giúp tôi nói chuyện với Bích đi. Sao tôi đi không thích? Bà nói gì vậy? Hai đứa chơi thân nha mà sao thích được. Mà giờ tôi thích bé Bích dữ lắm mà tôi không dám ngỏ lời. Thì bây giờ bà giúp tôi đi, xong rồi tôi đãi cho bà một chầu ăn hoành tráng luôn. Thấy sao được không? Uống miếng nước đi nè. Rồi tôi điện nó ra trong nói chuyện nha. Ổm gà không đáng tin hả? Không có dám đâu, ngại muốn chết. Alo. Nghe nè. Ủa Liễu, có điện chi vậy? Ra quán cà phê uống nước nè. Thôi hả? À, kêu kêu Chính chở ra nha. Ừ. Đợi xíu đi. Tao nhắn địa chỉ chưa? Biết rồi chỗ cũ luôn. Nó ra. Ừ, nó ra. Trời. Vui quá trời vui luôn trời. Ê mà tôi nói bà nghe nè. Giờ Bích ra rồi tôi nói gì với Bích ta? Cái gì? Mà Bích ra tôi nói gì với Bích giờ? Bà chỉ tôi đi. Ai biết chứ không như không vậy. Thử nè. Ông nói thôi. Ông thử ông tỏ tình coi. Tỏ tình hả? Anh thích em. Em cũng thích anh. Làm nói với Bích vậy đó hả? À đúng rồi, nói với Bích vậy đó, y chang vậy luôn. Mà sao tôi thấy nó bị sao sao á, nó bị sượng sượng sao á. Ông ơi cảm tình lên. Cảm tình lên hả? Giờ tụi bà thử. Ví dụ là Bích, từ lúc mà anh gặp em không, á. Ông rớn Bích, nói tình liều liễu đi, tin tôi đi. Ý là giờ phải mượn tên của bà mới nói phải không? Đúng rồi. Ok. Liễu có biết là từ lúc mà tôi gặp Liễu á, tôi nhìn vô ánh mắt của Liễu á, thì tôi đã lỡ thích cái ánh mắt của Liễu rồi á. Nên tôi muốn nói với Liễu là anh thích em á. Gì vậy? Vậy? Bà làm gì vậy? Thì em cũng thích anh từ lúc mà còn đi học tới giờ á. Với lại mà thương lâu lắm rồi tại vì... Cái gì thương? Cái khúc này là bà là đang làm con Bích nè. Là bà đang chỉ tôi tỏ tình với con Bích. Bà trả lời gì thương tôi thương gì từ lúc đi học gì trời. Ủa gì hả? Ai biết đã quên đi, tôi bỏ đi. Chuyện không làm đi. Tôi kêu bà chỉ cũng như không mà. Thì tao đang mừng gà mừng vịt cũng không đi nữa. Dạ đó, tiện mấy nơi rồi. Đi đâu cũng mỉa mẹ nó điện kêu. Ơi là trời, mặc đồ đẹp mà không nói tao nữa, mặc bộ đồ cái gớm vậy. Tính ra tôi bận đồ đẹp luôn á. Thì có người kia tao điện mà ra giùm đó. Ngồi cái gì đây? Miếng nước không ai. Tự nhiên kêu ra đột ngột đi trời. Ngồi ghế rồi. Thì đây là sự bất nhân vậy? Có đâu. Nào đi học. Đừng nói tụi tao là hai tụi bay hẹn hò nha. Nói gì trời, ai hẹn hò? Uống gì không bé? Có không? Hai chai nước đây. Đây. Là sao? Thì tao thích mày kìa. Tao kêu tao ra giùm, kêu ra giùm đó. Nói thẳng như vậy trời. Kỳ Liễu. Thì cũng như Liễu nói rồi đó. Thì anh gặp em lần đầu tiên á. Anh thích nhất gặp mắt của em á, nên anh cũng có lỡ thương em rồi. Em có đồng ý làm người yêu của anh không? Ủa nhưng mà vấn đề là mày gì nữa ta? Đâu. Khúc này ta đang tỏ tình mà sao tự nhiên ngắt ngang vậy? Em coi như hai ta không có tồn tại đi. Nữa rồi đó chờ. Không biết em có đồng ý không à? Thì em đồng ý.
Liễu ơi, Bích đồng ý là người yêu tôi kìa Liễu. Lộn. Làm gì vui vậy? Chúc mừng nha. Nó tỏ tình. Chúc mừng gì á? Ở tỉnh hả? Ở tỉnh nhỏ này hả? Sao kỳ vậy? Ừ. Trời. Thôi, hai người uống nước đi. Tôi làm mai tới đây được rồi. Sao kỳ vậy? Sao không lại chơi với tôi? Nhức đầu, chở nó về giùm. Thôi vậy hai người lại chơi đi. Chở Liễu. Hồi sáng bà nói tôi bà đi bình thường luôn. Tự nhiên cái bà ra đây kêu. Bây giờ tao bắt thường được không? Trả trong nè, tôi không cần lấy đâu. Sao vậy? Về hả? Ừ, là trời. Thôi hồi trả tiền nước nha. Thôi về nha. Em uống nước đi. Dạ em cảm ơn. Chút nữa anh dẫn em đi xem phim ha. Dạ. Ai đó đi xem phim luôn nè. Em có thích ăn bắp chứ uống cua cao? Thích. Thích hả? Dạ. Xong rồi cái anh dẫn em đi siêu thị gấp gấu bông nữa nha. Dạ. Mà nằm vậy hổng ăn uống gì chưa? Chứ vậy làm gì giờ mày á? Tao mày thương người ta mày không dám nói. Bà điên hả? Bà nghĩ làm sao nói gì trời? Tôi nói lại đi rồi đợi em thương anh gì đi. Bây giờ nó cũng quen Bích rồi. Chị hả? Tại mày ban đầu thì phải nói sớm. Anh thương anh. Rồi biết ta được người ta suy nghĩ nhiều khi ta không suy nghĩ tới chuyện đó. Lỡ người ta thấy được cái suy nghĩ tới chuyện mày thương người ta, người ta có cái cảm tình tốt với mày thì sao? Ôi mẹ ơi, mà quen chứ chưa chắc gì đám cưới đâu mẹ ơi. Lo cái gì, giờ nó quen nha vậy. Để đang chống con mắt cho nó coi bay bay hạnh phúc được bao lâu. Ừ, chừng tháng 2 tháng là chia tay rồi, bắt đầu cũng vậy với mày thôi. Lúc đó tao mượn gió bẻ măng. Ừ, tỏ tình với anh. Đó, chưa chắc gì đám cưới đâu, đừng lo. Ừ. Liễu ơi, ở ngoài có thấy sao vô đây làm gì kiếm con vậy? Ủa, ở ngoài? Má đâu biết đâu, đi ra coi đây. Ai vậy? Không biết. Đâu? Hello à? Hello. Chào. Hello Liễu. Mẹ bà nó nóng tay, mới nhắc nữa. Gì vậy? Tại nhiên cái ba nhà ta cho con chó với ông nội. Ăn con chó. Tại ơi, nghi rồi mà, có sao đâu. Ngồi ghế đi, ngồi ghế đi. Ủa mày có gì không? Qua đây có người chọc à chơi chứ có chuyện chuyện bà anh đủ đi em. Trời ơi, cái này có tin vui thôi. Thứ gì? Thì tôi với Bích á, cũng kêu ba mẹ qua gặp chuyện với bên ba mẹ Bích rồi á. Thì Bích cũng đồng ý rồi, hai bác hỏi đồng ý nữa. Nên tôi với Bích chuẩn bị cưới á. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Bây giờ tôi đón cưới mà vui hả? Vui, vui quá, sao là vui. Đàn trai vui không? Đó, giờ ông bà, tôi đi hai cái gì vậy? Bà là thân nhất mà bà không đi là tôi dặn bà luôn đó. Đúng rồi. Rồi, tôi đi với mặt mày à, nhớ qua sớm nha. Rồi, tiếp bạn nữa, tôi mời hết trường luôn. Ê, mà bữa mà ban game mà nhắm họ, nhớ qua chơi như vậy. Đừng có đại đi ra. Rồi. Ê, chị ơi, thì tôi đi về nha. Tôi đi về chứ còn đi con với bạn kia nữa. Cô đi về nha. Dạ, bye bye, bye bye, bye bye. Đi về em. Ủa, nó về là làm cái nhau mà. Tôi mới đánh. Chưa. Đám cưới luôn rồi chị ơi. Tính. Bây giờ nó quen rồi. Ủa, sao nó nhanh chị? Lấy nước nó quen rồi nào mà bây giờ sao nghe mời lại mời đi đám cưới vậy? Tấm thiệp mời trên bàn. Thời gian địa điểm gõ gàng, lại một đám chuẩn bị la làng, ngõ tên bỗng dưng thấy hoang mang. Ê, để dành đi đám kìa. Ủa Liễu. Chúc mừng hai bạn vui vẻ nha. Mà tính không có qua mà bạn nói gì? Đám họ nhóm họ qua chơi cho vui. Hôm qua là dặn luôn á cho đó. Mà nó nghe nè, cho tôi gửi thiệp trước nha. Chắc ngày mai tôi qua đám cưới không được. Vậy xong để mai đi luôn, tự nhiên tôi điện vậy. Biết sao không? Bác sĩ ông điện cho bà ngoại tôi là ông kêu là lên tái khám gấp. Cho nên là ngày mai có chở bà ngoại đi rồi ăn đám cưới ăn không được. Bữa nay tôi buồn cho. Mà sao bà ngoại bị gì không nói tôi biết đâu như vậy trời. Ba bệnh già mà. Người lớn tuổi mà, ta có bệnh mà. Thôi. Để chơi lúc nào cũng được mà. Bây giờ Đó, kể đi. Rồi, cảm ơn mày nhiều nha. Chúc bà hạnh phúc nha. Dạ. Rồi, công tử đi. Tôi làm mai mát tay đi nha. Làm mai cái dính liền vậy. Thì cũng bà làm mai cho tôi mới có người yêu. Giờ tôi mới lấy vợ. Không, lấy ra được. Thôi, cho ngồi đi. Chúc mày chồng cho nó hạnh phúc nha. Ủa, không có ba nữa hả? Qua chứ. Trời, sao mày không chấp mừng gái mày lại?
Bà gái đâu bà dẫn? Thằng Dương. Ủa ông này ngộ ghê trời. Nghĩ sao rồi đó, học chung 4 năm đứa mình làm việc nông được có bạn gái. Thôi. Có ai đâu. Ngày xưa ai cũng nói thằng Thống là kiểu mà là cái gì ta? Good boy gì đó. Là đầu qua quá thì làm gì có ai dám yêu. Thầy bây giờ có từ từ có. Nói tôi nói ông nghe nè. Bạn tôi độc thân đó. Đúng rồi. Mày bị gì vậy hả? Nghĩ sao học chung mà quen nhau? Mình mức cỡ nó học chung chung quen như đó là chạy chạy. Nghĩ sao mình học chung với nhau không mà quen biết. Thôi đi kệ đi. Đi nha. Ủa, Liễu mới tới hả? Trời ơi, Liễu mày. Đâu có không gặp? Gặp gì trời? Kêu ông học lớp có nào không? Đâu đời nào không hợp đâu mà gặp. Lâu gặp lâu anh gặp nha. Sao rồi? Lấy vợ. Bây giờ chưa có bảnh tình chắc dai nữa, chuyện nào lấy vợ chưa làm xong rồi nữa, ế già đó. Tại vì thì hồi xưa tôi không có để ý người đó mà ta không có để ý gì tới tôi đâu. À gì, ngoài tôi tiết lộ cái rồi, tôi là mai, tôi là mai mắc cao vậy. Tôi là mai chung thấm nè, giờ gặp lấy gì mít luôn á. Tính ra là hồi xưa giờ học chung thì các bạn chứ cũng biết là tôi thích nhiều đó giờ mà đúng rồi. Ông nội thì còn nhớ ngay lúc đi học với trời. Ta mà không tỏ tình. Thôi cũng giống như mày á, thích ta mà không tỏ tình. Tào lao. Sao nói mặt tào lao quá trời trời, bạn bè không vợ không vui cậu ơi. Bây giờ trong nhớ mày cũng có vợ, chân thằng này cứ đợi hoài không biết để ai á. Thì tao đang đợi, người ta để ý tới tao nè. Mà tới giờ tao vẫn chưa để ý tới đó. Liệu thì để ý mày để ý liệu còn hai đứa mày tới già luôn vẫn gì đó. Ai để ý nó được trời. Nó tránh đi duy chết vậy nào trời. Giờ đây là tính ra trong nhóm bạn học với mày với Thương lấy nhau trước đó. Trời ơi, mới vừa tốt nghiệp xong là lấy rồi. Dùng duyên số thôi ơi, chứ biết đâu nổi. Ê, thắm đi nào em ơi. Giờ thắm với Bích cũng giờ thành đôi đó. Ê, lấy cái đi. Ừ. Chẳng có bạn luôn rồi. Bạn bè thì bạn bè, chứ nước nhau được đâu. Sao bữa nay bà đi qua đây bà chơi với tôi sao mặt còn buồn như vậy? Có chuyện gì nói cho bạn bè biết đi. Đang vui mà đâu buồn. Không, cái này là bà đang gượng cười đó. Đúng rồi. Vẫn cái nụ cười xưa. Thôi vô đi, vô đi, đi. Mà thường cũng nha. Giờ mai cưới đó hả? Mai cưới. Mai hôm qua sớm cái gì? Ủa, nó kêu tôi đi bưng mâm giùm mà. Để tôi đi lấy gà cho. Nói chung là bạn bè thì ai cũng... Thôi vô đi, vô đi, vô đi. Giờ vợ anh chồng ơi. Có gì vậy? Tôi đi hả? Mình... Ngọt mà vô vậy. Đợi màu đi. Lâu quá bạn bè mình mới gặp nhau mà. Vui lên nào. Thôi, uống mà được. Đổi màu đi, đáng có đi, đi không được. Lâu lâu mới có việc mà, đổi màu đi. Tao có biết uống mà, chính kìa. Thôi, được đâu. Hồi xưa mày còn trốn trường ra, mấy mình còn đi lai gai được. Nhưng mà sao mày ngồi mày uống chứ tao uống đâu mà lai gai. Bởi vì nói gì không, nghe. Uống đi ngay đưa về. Tôi. Thôi, đúng rồi, xíu thôi. Không kìa. Xe vào chỗ sao. Chào. Thầy kêu nó lấy gì thôi à, nó làm nó quắt được đâu rồi. Ngày mai anh lấy vợ vùng vơ với nát trái tim trong em. Tào Tháo vậy ngày vui mà. Không thì ngày mai bạn lấy vợ mà chơi. Mình phải vui vẻ lên chứ, thì hát mấy bài vui vui trời. Mình phải thành viên khóc. Có khóc đâu? Tại vì thì sao vậy? Là nói đầu ngay thì vì học chung nhóm với nhau, là chung lớp mà dù gì mình cũng học mấy lớp khối chung với nhau, thì bây giờ bạn thân cho nhỏ lớn nữa, chứ không có lấy vợ tao mừng, đúng không? Bỏ mình tôi kêu rồi đó, quen thống đi không chịu. Trời ơi. Quen thống đi đỡ rồi, khỏi buồn khỏi gì chứ. Tao với thống suốt đời không có đến với nhau được, hiểu không? Thì nghĩ sao không có thương mà đến gì má vợ hoài, tôi nói chọc với ông hoài cả. Tại chưa tìm hiểu thôi, làm gì mà không thương. Đi đâu vậy? Ê, cẩn thận chứ trời. Sao không? Sao không? Con đứa. Nó buồn dữ lắm đó. Con khỏe. Bình tĩnh lại. Mình cái gì mình cũng mới đừng có xúc động quá, hiểu không? Xúc động gì trời, khủng quá tụi lao, xúc động bạn gì bạn đi lấy vợ là bình thường, có gì đâu mà phải buồn. Nhưng mà em thương anh mà anh đỡ không đỡ đâu. Anh cũng thương em mà. Vậy cha, ai thương cha cha? Chứ em thương ai? Là phải biết vậy thôi. Thôi mà, thôi. Cái chuyện gì qua cho qua đi nè. Bởi tôi nói cuộc đời chớ chiêu thì khép mày.
chạy theo theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo. Cái người mà mình thương á thì người ta không thương mình, mà cái người mà không thương á thì người ta lại đeo như bị những cái đeo. Rồi 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 biết rồi. Thôi đưa tôi về. Đưa xe đâu đưa. Dạ tôi lát xe để tôi chở về mà. Để cho ông Thống chở về đi. Để chở về nhà tôi cũng gần đó rồi. Đi. Má. Vậy con. Con qua nhà ăn chín xíu nha. Rồi em làm gì em qua uống cái say xỉn dữ vậy. Lâu lâu đám cưới bạn cái gì uống gì đó. Mà không ai đưa con về vậy. Có thằng bạn con nó đưa con về đó. Gì hả? Ừ. Hóa hết giới gì luôn. Điều ơi. Liễu, ủa đi đâu vậy? Ồ, trời ơi, tôi đang đi kiếm luôn á. Bóp của bà nè. À, cảm ơn ông nhiều nha. Trời ơi, hôm qua ông đưa tôi về hả? Ừ, hôm qua đưa về dọc đường, đi dọc đường rớt cái bóp kìa. Tôi lụm giùm đó. Má đi pha còn miếng nước mà. Chào bác. Chào con, mai mốt con nó đi chơi để con mình cho nó uống nữa nha. Dạ, dạ, dạ. Ôi, cảm ơn nhiều nha. Bà định đi đâu vậy? Đi tính qua nhà ăn chín kiếm cái bóp lại nè. Tự nhiên cái ông ấy được rồi cái bà thiệt luôn á, bữa đó uống cho cố vô rồi về không thấy đường về rớt cái bóp lại nè, tôi mà không lụm là mất tiêu rồi đó chứ còn lắm. Cảm ơn ông, bữa nào tôi dẫn đi ăn bù. Không có cần dẫn, không có cảm ơn sao mà không được vui vậy. Rồi vui nè. Cái đó giống gượng cười hơn chứ muốn sao. Mà nói nghe nè. Gì vậy? Tôi có chút chuyện muốn nói với bà mà không biết có nên nói hay không ta. Thì nói đi. Nói đi. Tôi ngại quá. Bà phang đi. Cái gì vậy? Tôi đi toilet cái. Khoan. Nói. Vậy nha. Vậy xíu nói. Má lụm con cái. Liệu. Đồng ý làm người yêu tôi nha. Thì hồi nãy là tôi muốn nói với bà là không biết có nên nói hay không. Sao vậy? Nhận đi cho tôi vui. Đồng ý nha. Đồng ý hay không mà sao cười hoài vậy? Cười là đồng ý đúng không? Trời ơi tôi cười là bị vô gì ai nó nghe nè, không có chỗ nào tỏ tình nữa, còn nó trông sạch đẹp hơn chút xíu hả? Trời đất cái thằng đồ mươi, nghĩ sao cái tay cái toilet trời nó hôi gần chết luôn rồi ơi. Tôi thấy chỗ này lãng mạn mà. Lãng mạn khí khô. Kiếm chỗ nào ít chứ tỏ tình người ta thấy à. Một cánh rừng đầy hoa hay là một chỗ nào gọi đó lãng mạn gồ manh tịch xíu xíu chờ nghĩ sao cái toilet cho tỏ tình vậy cha. Lấy là đồng ý đúng không? Yeah. Đóng màu. Gì vậy? Có nhà đi chơi nha. Đi đâu nữa? Chú qua nhà ăn chính đi đâu? Sao mày khả năng lộn người tôi nói ông nha. Ông mà đi nhậu với ông Bảy một lần nữa là ông tới số với tôi nha. Suốt ngày ăn rồi đi không à. Rồi biết rồi. Đi về là lẹ nha. Chồng với con không nói không bao giờ nghe. Nhìn vậy. Nhà nói gì bà đâu. Suốt ngày ăn rồi tụ tập không à. Bà có năng động hơn tôi nữa nói gì vậy? Tối ngày bà cũng đi chơi với mẹ chính chơi hoài. Bây giờ cãi không? Cãi là tối đêm nay ra đường ngủ. Đơn giản vui vẻ. Đi đi bé yêu. Đi về sớm nha. Anh đợi. Anh nấu cơm sẵn nha. Tới bây giờ tao mới hiểu vì sao thằng Thấm nó không dám lấy rồi đó. Tự nhiên mình ngu mình bái vô chi vậy trời. Chuyện ôm cục nợ cho bái vậy trời. Ra dắt xe em tôi coi. Rồi.